Quang Hiểu Đồng vả mặt anti-fan ngay trong ngày sinh nhật của Lộc Hàm giữa tin đồn chia tay. Trái ngược với tin đồn chia tay trước đó, động thái mới nhất của Quang Hiểu Đồng nhân ngày sinh nhật Lộc Hàm đã chứng minh mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp. Vừa qua, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger bóng gió về việc cặp đôi đình đám Cbiz sắp chia tay. Theo đó, nhiều người réo tên Quang Hiểu Đồng Lộc Hàm như một thói quen mỗi khi có tin đồn tan vỡ. Vụ việc đi quá xa khi nhiều trang thông tin đăng bài dắt mũi cộng đồng mạng khiến danh tiếng của cặp đôi bị ảnh hưởng không nhỏ. Thậm chí blogger còn cho biết một trong hai người sẽ công bố tin chấn động vào ngày sinh nhật Lộc Hàm, khiến dân chúng nháo nhào vì sợ lật thuyền. Thế nhưng vào đúng 0 giờ ngày 20 tháng 4 theo giờ Trung, Quang Hiểu Đồng đã đăng bài chúc mừng sinh nhật bạn trai lên trang Weibo cá nhân. Tuy bài chỉ vỏn vẹn 6 chữ, sinh nhật vui vẻ Lộc Hàm, kèm thêm hình chiếc bánh gato đáng yêu nhưng cũng đủ để dân tình ghen tị với tình cảm ngọt ngào của họ. Không cần ồn ào, người đẹp họ Quang chọn cách đăng bài đúng khoảnh khắc bắt đầu của ngày mới, trở thành người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cựu thành viên EXO. Không chỉ thế, tuy bài viết ngắn nhưng cô nàng lại không ngại ngùng gắn thẻ hẳn tài khoản Weibo chính chủ Lộc Hàm để khẳng định chủ quyền. Bài đăng của Quang Hiểu Đồng nhận được lực tương tác khủng từ cộng đồng mạng. Ngay lập tức, cụm từ liên quan đến việc Quang Hiểu Đồng chúc mừng sinh nhật Lộc Hàm thẳng tiến lên vị trí số 1 hot search Weibo bạn giải trí. Hành động của Quang Hiểu Đồng như ngầm khẳng định những thông tin xấu kia chỉ là bịa đặt, tình cảm của hai người đang rất ổn định. Nhiều người cho biết họ đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy bài đăng của Quang Hiểu Đồng, bởi thời gian qua các tin đồn chia tay liên tục bủa vây cặp đôi. Khoảng thời gian gần đây, Lộc Hàm và Quang Hiểu Đồng được cho là đang chuẩn bị thủ tục kết hôn. Theo đó, một blogger Thảo Tiên xứ Trung đã đăng tải thông tin Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã bí mật tổ chức lễ đính hôn, đang chuẩn bị cho lễ cưới. Theo blogger, bố Quang Hiểu Đồng rất thích chàng rể này. Mẹ của nữ diễn viên ban đầu có một chút không vừa ý nhưng giờ đã chấp nhận Lộc Hàm. Sau hơn 4 năm hẹn hò, người hâm mộ đều hy vọng có thể được chứng kiến đám cưới của Quang Hiểu Đồng và Lộc Hàm. Tuy nhiên, hai người đều là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, họ ít khi công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Dù vậy, tình cảm của cặp đôi vẫn vô cùng bền chặt, ngọt ngào. Nguyên nhân mà họ chưa muốn kết hôn ở thời điểm hiện tại có lẽ là do Quang Hiểu Đồng vẫn còn quá trẻ và muốn tập trung hơn vào sự nghiệp của mình. Lộc Hàm công khai yêu Quang Hiểu Đồng vào tháng 10 năm 2017. Hai nghệ sĩ nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong Điềm Mật Bạo Kích. Khi đó, việc công bố hẹn hò của hai sao trẻ hàng đầu trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận đất nước tỷ dân. Theo Sina, mạng xã hội Weibo và các trang tìm kiếm tại Trung Quốc bị tắc nghẽn trong vài giờ vì lượt truy cập tìm kiếm thông tin gia tăng đột biến. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không nhận được sự ủng hộ, chủ yếu từ người hâm mộ của cựu thành viên nhóm EXO. Fan Lộc Hàm không hài lòng với việc thần tượng bất chấp danh tiếng có nguy cơ bị ảnh hưởng để công khai yêu người đẹp kém 7 tuổi. Họ lập hashtag Lộc Hàm và Quang Hiểu Đồng bao giờ chia tay để phản đối cả hai. Không ít người hâm mộ quá khích liên tục chỉ trích gây sức ép với nữ diễn viên sinh năm 1997 để buộc cô chia tay với thần tượng của mình. Với những fan trung lập, họ tỏ ra không mấy lạc quan về sự bền vững của cặp nghệ sĩ trẻ. Do vấp phải sự phản đối từ khán giả, Quang Hiểu Đồng Lộc Hàm kín tiếng trong mối quan hệ tình cảm. Họ hiếm khi xuất hiện bên nhau, không thể hiện tình cảm quá nhiều trước truyền thông để tránh sự soi mói. Vì lẽ đó, hai nghệ sĩ thường xuyên vướng tin chia tay. Lộc Hàm cầu hôn Quang Hiểu Đồng không thành công, Quang Hiểu Đồng chán ghét Lộc Hàm. Đối phó với tin tức tiêu cực, cả hai từng nhiều lần lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, họ quyết định giữ im lặng để tin đồn tự đến tự đi. Bất chấp những ồn ào, cả hai âm thầm quan tâm ủng hộ đối phương, họ luôn sắp xếp thời gian đến phim trường thăm nom lẫn nhau, đi du lịch nước ngoài hay canh giờ để chúc mừng ngày quan trọng của nhau. Theo Sohu, vốn bị fan phản đối, hiện tại cặp thần tượng lại được nhiều người ủng hộ vì cùng nhau vượt qua định kiến cũng như chuyện tình không phô trương.